anh nhá. Ừ, chào em. Nhà nhiều xe thế nhỉ? Ừ, em đến xem xe à? Vâng, hôm qua em điện cho anh rồi đây, hẹn anh đây. À, hôm qua nhắn tin thì hả? Vâng. Thế thì em tận đâu mà đi đi, đi xe gì tới đấy? Ui, em thuê taxi đấy, xuống đây là xác định trên bác có con nào. Rồi. Thế em đi về không đấy, thì, đi bộ về đó. Thì đây em xem thích con nào thì để anh để cho, em mua xe tầm bao tiền? Hôm qua em nói với anh rồi đấy, lại tầm hơn 200 đấy, số tự động đấy. Hơn 200 mà số tự động á? Vâng. Có thích vay ớt không? Sao không thích vay ớt? Em chuyển sang tự động thôi, đi đi số sàn này lắm. À. Em mua đi bây giờ đi gia đình mà. Rồi, thế có dịch vụ gì đâu mà mua vé ớt. Thế có cầm gì đấy, anh đang tư vấn cho em đấy, hơn 200 đấy. Cầm gì đấy ạ? Đúng rồi. Cầm gì? Số tự động hơn 200 triệu. Mới về hả anh? Mới về luôn, chưa lên sóng luôn. Đấy. Là em theo dõi em trước mà không thấy con này. Mới về luôn nhá, đang định làm video đây. Đấy, em xem đi, hơn 200 triệu. 235 triệu. Đấy. 235. Rồi, bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ. Ở cam gì nhá? Con này khẳng định luôn, đi sướng hơn vay ớt đời cao luôn, sướng hơn vay ớt đời cao 215 216 luôn. Con này thì chắc chắn là sướng rồi. Cái dòng này, cái dòng ấy thì 235 thì là thật. Thì em tưởng bao nhiêu? Thì cam gì thì trước đây thì nó toàn là hơn tỷ đấy, mà bây giờ thì nó nó có hơn 200 thôi, trước là hơn tỷ đấy. Không, khẳng định luôn, có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho em. Đây, có cam kết luôn, đây, anh giới thiệu cho em vài chi tiết này. Đây, em về bên kia, anh cho anh xem, em về bên kia, đây, anh về bên này. Để anh cho em xem này. Đây chứ. Có xe đi về đấy. Đây à. Đây, để anh về bên đấy. Anh quay xem chi tiết luôn nhá. Để anh giới thiệu. Anh bảo em là những cái phần này này. Đây. Đây này. Đây, anh giới thiệu cho em này. Âm thanh này, thứ nhất âm thanh này. À, đấy. Âm thanh vũ trường đầu tiên nhá. Hay này. À, được rồi. Đấy. À, êm đấy. Bây giờ tắt tiếng đi. Thứ nhất là điều hòa tự động này. Điều hòa auto luôn nhá. Auto. Toàn bộ đây. Đây số tự động đây, phải số tự động không? Phải rồi. Thế đây không số tự động là cái gì? Đấy, đấy, anh lại trêu em làm cái gì? Đấy. Đây, toàn bộ vân gỗ mới này. Cái này đây. Nguyên bản không mới thế nhỉ anh? Đây toàn bộ đây em xem này. Được. Nhá, toàn bộ đây, đẹp chưa? Ở táp lô này. Thì nói chung là nhìn tổng thể thì đây quá ok. Thì đấy, rồi. Xe quá đẹp luôn. Mà đây, toàn bộ đây, ghế điện này. Bên này có ghế điện này. À. Hai bên đều có ghế điện nhá, chỉnh điện này. Ghế điện này. Đấy, sang trọng lắm. Quá đẹp luôn. Đây, em xem đi, em cứ ngắm đi thoải mái nhá. Thì thế quá đẹp luôn. Đó, êm đấy. Thì chả êm. Ồ, nhưng có đâm đụng va chạm gì không? Có, có à. Cam kết luôn đây này. Sao đây này, cho xem này. Sao thế đây, anh cho em xem này, đằng sau cũng chỉnh bằng điện này. Đây nhá. Toàn bộ đây để nước này. Chỉnh rèm điện này, cũng chỉnh bằng rèm điện này. Đây này, chỉnh ghế điện đằng sau này đây nhá. À. Này, hiện đại thế à? Đây đấy, chị đang chạy đi đây. Cái ghế bên này chỉnh này. Này, nhìn ghế bên này. Được chưa? À. Đó, chỉnh điện luôn. Như loại ghế massage nhỉ. Chứ đấy, đây, đằng sau cũng rèm trên động điện cũng ấn đây à. Em ấn nút này rèm tự động điện này. Ấn đi. Đấy, rồi bỏ tay ra. Đấy. Cho lên thì nó cũng lại lên. Khi nào lắng phát ấn đục nút phát hết lắng luôn. Chết nhà. Được chưa? Đằng sau có vùng điều hòa đằng sau này. Thì anh khẳng định luôn cho em nhá là cái con Camry này nó 204 thôi. Nhưng mà cái chất xe ấy khẳng định luôn nó đi sướng hơn cái dòng Vios đời cao luôn 215 216 không lại được. Cách âm rất là tốt, gầm bệ. Ngon anh. Ui giời máy ngon, đã bảo máy ngon. Đấy. Thế nhỉ? Con này đi gia đình quá hợp lý, nó rộng. Sướng nhỉ? Nó rộng mà, được chưa? Nó rộng mà nó đi lại chắc chắn. Thì bảo là sang như Camry còn gì đó. Camry nó chả sang. Cái form dáng gì đây? Form nó dài này có thế nào nữa? Form mà con bao rút hồ sơ à? Bao hồ sơ luôn. Con này là form mới nhá, chứ không phải form cũ đâu. Form mới, số tự động. Chưa? Đấy. Con này nói chung là giá đấy cũng rẻ thôi. Nói chung là bớt lọc lá cho anh em thôi. Bớt cho 3 triệu. Bớt 3 triệu. Ừ, 3 triệu, quá hợp lý mấy em. Form nó đẹp chưa? Cái form nó dài, đi nó đầm, nó chắc. Đấy, mà cái dòng này cực kỳ bền bỉ nhá. Nó rất là bền luôn, mà nó lại giữ giá nhá. Mấy chấm anh nhỉ? Con này
Còn này thì nói chung là nó có ấy thôi. 3.0 thôi. 3.0 á? Ừ, 3.0. Nhiều xăng không? Không tốn xăng mấy đâu. Nói chung là nó chắc chắn nó sẽ tốn hơn vài ớt rồi, nó khẳng định như luôn cho em như thế. Chắc chắn sẽ tốn hơn vài ớt. Chắc đi sướng nhỉ? Nói chung là nó tốn hơn vài ớt, nhưng mà xe sang khẳng định luôn là không có chấm nhỏ nhá. Anh khẳng định cho em một câu ấy, là xe sang đã chắc xác định chơi xe sang là không có chấm nhỏ. Đấy. Nhưng mà nó đem lại cho mình cái lợi ích là thứ nhất là đi nó sướng và cái trải nghiệm nó sướng. Nó lại bền, nó lại sang trọng. Đấy. Thì nói chung là nó xăng thì nó cũng hơn 10 lít. Đấy, chuẩn luôn. Thì bây giờ đi xe gia đình có phải mình chạy taxi dịch vụ đâu mà em mua cái loại tiết kiệm xăng. Tiết kiệm xăng bây giờ thì mình có xe đời. Cửa lóc thì cần gì cửa lóc, cửa lóc thì có phải là hả? Thì Camry thì bình thường nó đời cao nó cửa lóc đấy. Nhưng mà đời thấp này nhiều như này là không có cửa lóc. Nhưng mà có phải là cứ có cửa lóc ai cũng thích cửa lóc đâu. Có người người ta không thích cửa lóc, tại vì cửa lóc đi nó sẽ nhiều khi lo ồn hơn một chút với cái so cái xe không cửa lóc. Nhưng mà có cửa lóc thì cũng đẹp, đấy khẳng định luôn. Thế thế nào có chốt không? Để em hỏi bà xã bác nhỉ. Rồi ok. Rồi ok, thế anh em mình vào đi uống nước xong mà hỏi bà xã xem có chốt được thì anh em làm việc. Làm việc em thấy ứng rồi đấy. Rồi.